What's up guys, it's your boy Philip. Ok, thế thì đấy, em trong mà trai nó xin lúa mối tệ tôn xin mùa là cái hát lạc ta ban xua tranh vì con sở của nhóm có xua tha ta hát dù bằng na ban ai ban khởi lực tập hòa. Ok, chị tổng bố môn khi ông trai nó xin lúa nắng cứ bà xin chị mong ôn khơi tổng ta là bị khỏi nó cứ nhầm được không library bà cũng không mê bà nà lại bà cũng không mê là lại thua cao bà nhầm chá chẳng mặt chẳng hạn thế hầu như là bà cũng khơi không nè. Ok, so today I'm going to answer a question from one of my client. She asked me that how long does it take for her to see a result from working out. Ok, chẳng dư nâng từ lập trong lời thằng học nhé. Ok, hình chẳng nhông trong su bộ tụi mình thà ta ta bông trong đơn trong khơi lực tập hồ chấp chấp cứ có tam tình à. Ok, so let me ask you this. Do you want it, to see your result faster or just go with the flow? Ok, chẳng xong nua nó cứ miền nẹ xua cho ra mẹ tầm mà nẹ, tôi có phí nẹ cứ cho ra mình tên thả bê nà bạn bàn khi là tập hợp. Ok, anh chẳng dương bộ tầm mơ thả ta ca commitment bọc quát cứ cầm đợt nè, miền cầm đợt tạo bần nè. Ok, so the question that I got it from my clients has been asked from so many clients before, not just one or two. But let's go back to how commitment she is and to see if she, you know, really want to see the result or just, you know, go with the flow. Okay, anh chẳng bà xin chị trả lời tới ở sau máy cứ bà xin chị bong bong chẳng khơi là tập hợp trong thời gian bề mặt khai của bạn, pi khai của bạn, bay khai của bạn và mùi khai của bạn, nó có một trang của bạn, nó xây dựng được một phần. Và ta chọn như vậy ta, và sân thì dương chọn cái tập hợp ưu thế hợp mặt khai. Ok, ca hát bằng dương, ca nhau bằng dương, ca kê bằng dương. Viết đó cũng là để ai nâng chiên đó cô ta dương nâng bàn hợp. Ok, let's say, if you want to see your result in a month, 3 months, 6 months, or a year, it depends on you. But let's say if you want to see your result in a month, how is your working out, your sleeping schedule, your meal intake? Are they at the top of their game yet? I mean, are you actually follow through like your trainer assigned for you? Chẳng bà sân chìa là bà bà như mới có commitment bà như ở toàn đau chùm nội công phu mùi tê chắc là dạng bê mùi khai cứ bà bạc nâng khơi là tập hòa là tại sao ca hát bà như ca nhà bà như ca kê bà như nâng miên cùng lần do anh ai thua tập tam buồn đã bà cuốn mùi chùm nguồn. Ok, bà cuốn kê la mình tha kê la ai kê la mình tha kê la bài xây kê la bài tàn ni kê la bà tê ai kê la cứ kê miên preparation mean how mean ka riep cham proman khai đambei triem khluon teu prakut. Okay, anchang samrap lathaphol keu yeun aich bakham ban he keu sthat teu leu khluon aing. Okay, so for the people who are athletes, you know, if you are badminton athletes, you know, tennis, basketballer, volleyballer, you know, all the sports, they need preparation before they can go to compete. You know, it takes time. You cannot rush your result. Bà sân chỉ dưỡng bà khóm cứ ở lại từ hồi tê tại sao ta ca hát làm bởi liên xa sắp hiệp đó cứ ở mình play cát tê. Play cát miên bằng tay viên thuở bà bò sắp hiệp hai yếu bà như ở ngoài. Ok, so there is a shortcut to your result. But it's not for long term, it's only for short term use, and
it's not stable, you know. It might affect your health in the future. Cho mình ai thổi bạc bỏ được sốc hiệp mà. Ok. Hai bà sân chìa dương hạ sơ cục khôn ngam có ọt khô bê khá ọt chân ngam bê khá chưa ngam ca kênh mà dương có ọt cục khôn xua tha trong ba lực tập hoa khôn nhạc bê bê khai có bê khai ta ách tới hồi ngọn ưu tì hoa khlê khlê nghe nghe bom ôn do cô nè có khơi comment có tới riêng có mẹ tập đó chỗ hạ thì đọc bê nè có thể chấp nào bị thả mặt tay tới sân riêng à so ABC để có riêng rộp lê riêng phạt khu score po score pia mùi mùi sân mà ai tới thả thì đọc bì bàn mà ai quạp lá thì đọc bì mọi người. Ok chẳng ca hát brand là mấy sắp bộ phim là mấy riêng xác cứ đổi khí niên chẳng xâm xâm đôi nhà ở đó mà là tông chẳng xâm xâm mà mẹ nè ở đó bằng năng mà nói mai tê nè ở đó bằng năng mà nói mát cứ phần hồ đại lươn đồng bài đó tì hay dạng không dạng bê khlay. Ok ta mẹ hồ mà tông cứ chung lại bê thẹt 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 là mong đó tì đấy cả hai bạn được nghĩ chẳng giờ anh ai ở đó không dạng bê khlay mà nói mai ba nè nhưng chặt tục tha cái lá đi tôi chỉ mà tông chẳng xăm xăm môi môi cứ mỗi bên kia thôi về chỉ lifestyle bao nhiêu á. Ok ok so let me give you an example. Let's say you if you have a kid you put them to school, it's not like when they're this young, like let's say 2 years old or 3 years old, then you put them in grade 12. No, they're not genius. Not everyone can be a smart ass you know, so you need to let them learn from primary school and then, you know, kindergarten and then grade one, you know, from their level of understanding of their brain development. And this sport is the same thing. It takes time. It's not like you're doing a sprint, you're doing a marathon. You see a sprint runner, they dash 100 meter in the shortest time, right? And for the marathon runner, they go slow, they take time, you know, they don't get out of breath. So this sport is the same thing, it takes time. We cannot rush our result. And like I said, there's a shortcut. If you want, take it in as your own risk, do some research, and then go ahead and do it. Nhưng dùng vậy muốn nâng chắc cứ mình phải càng bằng tay dương thử ta sắc xa xa chơi mà chắc bà lo hay muốn nâng xong lại chất vô phải càng nặng vui vì anh bác bỏ ra sống hiệp từ ngày hẳn mộng. Ok nâng chắc yeah ngày nâng mình tập bằng nâng sẽ mẹ video trời tỏng xử nữa. Ok sẽ không tha video mình đi ai chui clear chui ai bóng ổn vô chắc bạc vì cả hạt plan dương ai bác khó mà nè. Ok so this is that's it for today. I hope this video will help clear out your mind a bit about this sport, this working out for the looking good and for the health. If you have any more question, button you want all means no weapon time, I comment down below. You can comment down below, and I'll see you in the next video. Bye bye.